Hello, chào mọi người, mình là Andy nè. Thì bữa nay thứ hai thì mình đi nghe nói cái nhà hàng này á, là nó kêu bằng tiếng Anh, nó kêu bằng Blooming, nó kêu bằng Blooming Vietnamese Restaurant ở trên Cerrito á, ở trên không phải là quận Cam mà cũng gần quận Cam á, cũng gần Santa Ana, cỡ 15-20 phút á. Thì cái nghe nói cái tiệm này là 4.4 ở trên Google á. Thì nhà hàng Việt Nam mà khách Mỹ nhiều với Phi với Mẹ nhiều. Thì ông chủ muốn mình lên cái nhà hàng này lên YouTube. Thì mình lại đây bữa nay mình ăn thử. Thì mình ăn cơm. Ở đây là phở bán nhiều với cơm bán nhiều. Đó thì mình bây giờ mình ăn thử rồi review cho cả nhà coi luôn ha. Cảm ơn cả nhà, thì hy vọng cả nhà thích cái video này ha. Thì bây giờ mình vô cái mình chiếu cái tên trên này á, thì cho cả nhà coi, để Việt Nam coi ha. Chờ chút ha cả nhà. Đó cả nhà, cái tiệm này á là nó kêu bằng tiếng Mỹ, nó kêu bằng Blooming Vietnamese Cuisine. Đó, thấy không? Ở đây sang lắm, thì cũng ở ngoài đây cũng có bàn. Rồi ở đây nó cũng có menu ở đây nè. Thì mấy cái cơm hay là mấy cái bún hay là ở đây hết, bún chả giò hay là cơm sườn. Đó, hủ tiếu. Đó, ở đây nè, thấy không? Thì ở đây là cái bảng nó để nó để là sạch sẽ đó. Ê. Thì cái này là cái thì giờ nè, nó thứ hai thứ sáu là 10 giờ tới 9 giờ, thì thứ bảy chủ nhật là cũng 10 giờ 9 giờ, cũng như là mở 7 ngày á, mở 6 ngày á, rồi thứ ba đóng cửa, ngày mai đóng cửa nè, thấy không, ngày mai đóng cửa. Đó, chia sẻ cho cả nhà coi ha. Rồi bây giờ mình vô. Ở đây là cái hồ cá nè cả nhà, trong này có rùa, có mấy con rùa nè. Với mấy cái này là cái bông Việt Nam mình nè. Đó. Thì nhà hàng này cũng rộng lắm nha cả nhà ơi. Nhà hàng này nó rộng dữ lắm. Ở đây nó có cá rồng nè. Này là cá rồng á anh nè. Cá rồng. Cá rồng. Wow. Cá rồng này nó bự ác luôn. Trời ơi, nó đẹp dễ sợ luôn á con này. Con này chắc cỡ mấy chục ngàn á. Mấy chục ngàn á. Rồi cá đuối nữa nè ha. Cá đuối, cá rồng. Đó. Rồi đồ ăn mình ra rồi. Đó, đồ ăn mình ra rồi, cơm. Ở đây cho cả nhà coi ha. Wow, rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Cơm cái này là cơm thịt heo với có tôm với có chả giò. Đó, ở đây là nước mắm nè. Nước mắm đó, ở đây có mình ly nước hấp dẫn á cả nhà ơi. Cơm nè, chả giò, tôm, dưa leo, đồ chua cả nhà ơi. Cái ở đây đó, ở đây chủ có mua cái robot nè. Đó, nó để dĩa lên heo, nó chạy vòng vòng nè. Chạy vòng những cái nhà hàng này cả nhà. Nó hay không? Một mình nó chạy một mình đó nha. Nó chạy một mình nè cả nhà, mình đi theo nó nè. Đó, cái này 14.000 nha. Cái nhỏ cái robot này nó chạy tới đây rồi cái cô này đang dọn bàn. Nó chạy tới đó rồi cái nó ngừng đây, rồi cái mấy cái cô này công viên á bỏ mấy cái chén dĩa lên cái mâm, rồi cái bấm cái nó chạy về cái kitchen nhà bếp, thấy không? Để cô này làm cái coi đó, giờ bắt đầu nó chạy về nè, thấy không? Nó có menu, cái này là 20.000 nè, cái này là cái lớn nè. Con robot này là lớn nè cả nhà. Đó, hai cái nó chạy luôn. Một cái 14.000 là cái nhỏ, một cái là 20.000 cái máy này nè.
20.000 này cả nhà. Ở đây nó có, nó có đầu bấm nè ha, rồi nó có mấy cái để dĩa với để dĩa dơ đó. À, thấy không? Đó, nó đang chạy, nó đang nói chuyện luôn nè. Rất là hay ha. Rồi nó chạy kìa, nó chạy kìa. Nó chạy về, nó chạy về cái nhà bếp của nó đó cả nhà. Rất là hay ha, cái đó là 20.000 á cả nhà. Nó chạy về đây, cái nó đậu ở đây. Nó đậu. Nó đậu hay, hay không? Đó, nó đậu ở đây ha. 20.000 không phải giỡn đâu nha. Nó tự nhiên nó đậu đó đó. Wow. Rất là hay. Ở đây có bông nè. Hello cả nhà. Mình là Andy là chở cái. Cảm ơn cả nhà trở lại cái kênh của mình ha, Andy ha. Thì cái món này á là mình mới kêu ra là cơm bò nướng chả giò. Nè, cơm bò nướng chả giò tôm. Thấy nó hấp dẫn không? Ồ cả nhà ơi. Hấp dẫn bạo ha. Ồ thấy không? Rất là ngon nha cả nhà. Rất là đẹp ha. Chế ra cái dĩa cũng đẹp, cũng có đồ chua, có tôm, có thịt heo, có dưa leo, salad, cơm trắng với chả giò. Ồ, thấy không? Cái chất dịnh cả nhà ha. Ở đây có một chén nước mắm. Một chén nước mắm ở đây nè cả nhà. Thấy không? Hy vọng cả nhà ăn chung với mình ha. Bây giờ mình lấy bữa nay mình ăn muỗng với cái phốt đi. Thì mình giờ đang đói cả nhà. Thì mình bỏ, giờ mình nước mắm ở đây á, mình bỏ thêm ớt vô. Thấy không? Ớt vô. Bỏ ớt nè. Thấy không? Rồi cái mình một dĩa cơm này mình đổ cái nước mắm lên cái cơm với cái đồ chua đó. Vậy nè cả nhà, thấy không? Mình thử ha, thử coi ngon không ha. Đó, thấy không cả nhà, hấp dẫn á. Mời cả nhà ha. Bây giờ mình em sẽ ăn đây nè. Đó, hay nè, thấy không? Có đồ chua, có salad, có đầy đủ hết. Đó, mình làm cái video cho cả nhà coi luôn. Cái tiệm này á là Blooming Vietnamese Cuisine ở dưới Cerrito á. Thì 4.4 trên Google á. Bây giờ mình ăn thử ha. Với cái nĩa nè, cái nĩa là cơm ở đây nè. Đó, cơm trắng. Cái không phải là, cái này là cơm cơm tấm á. Cơm tấm ở cả nhà. Đó, bây giờ đây nè, thấy không? Ăn thử ha. Chia sẻ cho cả nhà coi luôn nè. Mời cả nhà ha. Cái này là thịt heo nè cả nhà, thịt heo nè. Cái thịt heo á, thịt heo nướng á, nó rất là ngon. Với cái gia vị nem á, mặn với đậm đè, mà không có mặn gì mấy, đậm đè vừa ăn. Cái gia vị nem rồi cái thịt heo này á rất là ngon. Ở trong này có hành nữa nè, ăn cho nó béo béo quá, phải không nè, thấy không? Ở đây bán thịt heo, cơm thịt heo nhiều lắm. Mời cả nhà ha. Nha. Đó. Mời cả nhà ha. Ngon. Bây giờ mình ăn cái chả giò luôn. Hey ma'am. Ma'am. Can I have one little more fish sauce? Can I have some? Còn cái cơm á là cơm tấm đó nha, cơm này ngon lắm á nha, tươi nè,
mời cả nhà. Nước mắm ngon, vừa ăn đậm đà, không có mặn, vừa ăn. Giờ mình cắn thử cái tôm này đi, là cái tôm này cả nhà, thấy không? Cái tôm này nè, tôm này thấy hấp dẫn nè, thấy không? Đó, tôm này nó nướng rồi nha, thì mình sẽ ăn thử ha. Gia vị ngon lắm. Ngon. Mình xin thêm một cái nước mắm nữa cả nhà ơi, một chén nước mắm để mình chan vô cái salad với cái cơm á. Đó, mình ăn cái cơm vậy nè, ăn cái thích ăn nước mắm trên cơm á, hấp dẫn đó nha, chan lên cái thịt luôn với salad rồi chan hết luôn. Nước mắm nhiều vẫn còn ngon mấy, thấy không? Ăn tiếp ha, rồi mình tính điểm luôn ha. Nè cả nhà, rất là ngon, rất là ngon cả nhà ơi. Nhà hàng ở trong này á rộng rẻ, rộng lắm, ở đây rộng mà sạch sẽ, đẹp sang, giá cả cũng đặc biệt, không có mắc gì mấy. Cơm tấm nhìn Đức là khô với ngon, nó không có nhão, chảy nước miếng này không, cơm tấm là ngon, khô khô á, cơm tấm á khô khô mà đừng có nhão quá, đừng có bấy quá hết ngon, mà cái này rất là ngon. Chả giò cũng ngon nữa nè, chả giò này cả nhà ở trong này có thịt heo á nè, thấy không? Đó. Cái nem giả vị á rất là được ăn, đậm đà. Cái tiệm Blooming Vietnamese Cuisine này á, nhà hàng này á mở 7 năm rồi mà khách đây là rất là đông, rất là người Mỹ nhiều, người Mẹ với người Đại Hàn với người Phi, Việt Nam cũng có nữa. Ở nhà lại ăn thử đi, rất là ngon, món nào món nấy cũng ngon hết. Ở đây bán phở nhiều, với bán cái cơm mà nó cái cơm đặc biệt á, bán nhiều, cái gì cũng nhiều đó. Giờ mình đánh điểm ha, cái thịt heo này nướng rồi á, với tôm, với chả giò, với đồ chua, với salad, cái cơm á, đó bây giờ nó tới nè, cái người máy nè, nó tới nè, thấy không? Cái người máy nè cả nhà, rất là hay, kinh. Ôi trời ơi, thiệt đó hả? Cảm ơn anh. Ồ, anh quản lý này, ảnh cho mình cái chè ba màu, phải không? Chè ba màu không anh? À, cái người máy nó tới nè cả nhà, đó, thấy không? Ảnh cho nè, ảnh tặng cái chè ba màu này. Cảm ơn anh. Dạ, yeah, thấy không? Anh tên gì anh? Alan. Anh quản lý ở đây là ảnh tên Alan. Anh rất là lịch sự, rất là tốt. Anh tặng mình cái chè ba màu. Cũng có hay ha. Có lý ạ. Một cái cơm, cái tất cả một cái dĩa này ở cái nhà. Nó còn 13 đồng. Mà nó đủ đầy đủ thịt nhiều, cơm vừa với tôm là rất là tươi, với chả giò ngon, mấy cái gia vị nem ở trong này nó vừa ăn mà nó không có lạc, mà nó đậm đà, nó cũng như là ngon lắm. Mình ăn mình biết mà,
rất là ngon. Ngon quá cả nhà ơi. 1/10 á, mình đánh cái review cái dĩa này á, 1/10, 10 là ngon nhất. Rồi khóc 1 đó là dở nhất. Mình đánh cái tô này là cỡ 10 á cả nhà. Rất là ngon, thịt nhiều. Tôm, chả giò, tôm đã tươi. Rồi nó tôm mà nó tươi mà cắn vô cái gia vị nó có flavor á, nó có gia vị rất là ngon. Nem rất là ngon. Cả nhà lại đi ủng hộ cái nhà hàng Bloom này đi. Ở trên đường South á. Rồi cái thành phố nó kêu bằng Cerrito. Nó gần ở quận Cam á, nếu mà ở cả nhà mà ở gần đây á, quận Cam hay là ở gần Cerrito hay là ở Lốt á, chạy xuống đi ăn thử đi. Mình để tầm đó mình để cái địa chỉ xuống cho cả nhà lại ăn thử. Ở đây nó rất là ngon nha. Một tới 10 mình đánh cái dĩa này tới 10. Nó ngon lắm. Nó đậm đè, nó không có lạc, nó vừa ăn. Chả giò nhất là giòn, giòn. Thì cái giá cả cái dĩa này có 13 đồng mà. Rất là rẻ. Ngon quá. Rau cải cũng tươi nữa. Thì nếu mà cái video này cúp á, cả nhà nhớ ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ subscribe nha, cái chữ đỏ á, đăng ký á, cái chữ đỏ subscribe nha, để có mình có một điểm bữa nay thứ hai ở dưới thành phố Cerrito. Cái nhà hàng này kêu bằng Blooming Vietnamese Cuisine ở Cerrito, cái đường South á. Thì nhớ ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ, đăng ký cái chữ đỏ là subscribe nha, rồi share cái video mình cho bạn cái nhà coi, anh em của nhà coi ha, gia đình của cả nhà coi ha, ủng hộ mình ha. Thì ăn tiếp nha, nãy giờ chưa ăn. Cái thịt heo nó ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà biết không, ở đây á, chủ á, rất là rộng rãi, mua cái mấy cái người máy á, bằng máy á, dọn về, cũng như là mấy người công viên người ta dọn mấy cái dĩa dơ hay là tô dơ đó, bỏ lên cái người máy, rồi cái người máy đó nó bỏ lên đó là cái nó chạy về cái nhà bếp, thì mấy người nhà bếp sẽ lấy ra rồi rửa. Thì ở đây hai cái người máy lần, một cái là lớn á, là 20.000, một cái nhỏ á, là 14.000. Thấy không cả nhà, thấy không? Bây giờ cái Mỹ mà mấy cái engineer thấy hay không? Giờ chế ra mấy cái đó nữa cả nhà. Hỏi cần người dọn bàn, người máy dọn bàn luôn. Hồi nãy mình quay vô cả nhà coi rồi á. Ngon. Cái thịt bò, cái thịt heo á, nó béo, mới ăn vô nó béo mà nó giòn, nó tươi. Giờ mình ăn cái này nè, cái tôm nè. Tôm rất là tươi nha cả nhà, dai, ngon, tươi. Nói thiệt ra cái gì cũng ngon á. Rất là ngon. Ăn gần nửa, một cả nửa rồi cả nhà ơi. Ăn một nửa rồi. Thì cả nhà nếu mà Việt Nam muốn ăn nhà hàng ngon á, chạy xuống đây ha, mình để cái địa chỉ trên cái description ở trong cái YouTube của mình ha, ở trong cái account á, để view description á. Cả nhà lấy cái địa chỉ, nếu mà cả nhà gần ở gần quận Cam hoặc là xa quận, hơn quận Cam, mới chạy xuống đây đi, khoảng mà
15-20 phút à. Chạy xuống Sweden ăn thử coi, ngon lắm. Chả giò nè. Ngon. Rất là béo. Tươi. Đậm đà. Ở đây nấu kiểu cho Sài Gòn hay Đà Nẵng vậy anh? Sài Gòn hả? Đúng rồi. Miền Nam á, Sài Gòn á. Ngon. Ở đây nhà hàng này không có kẹo. Cho cơm nhiều với cho thịt nhiều với cho tôm nữa. Tôm mà nó tươi phải không? Nó rất là ngon. Nó có hành nó làm béo á. Rất ngon. Rất là ngon cả nhà ơi. Cái thịt heo này á nó béo lắm, vừa cắn vô á thì nó nướng mà. Ngay bếp người ta nướng á. Vừa ăn đậm đà. Ngon. À, nó mấy cái này chắc cái miếng này ngon này, có chút mỡ trong này nè. Ngon. Nãy giờ ăn ghiền á. Nãy giờ ăn mê mưa rồi cả nhà. Ngon quá. Cái này ăn no nha cả nhà. Một muỗng dĩa này lớn lắm á, ăn không hết á. Nè, mời cả nhà. Đá lạnh, uống đá lạnh trước chậm đấy ăn nha, ăn chè sau. Rất là ngon. Ngon không cả nhà ơi. Không có dở đâu, nó rất là ngon. Mình lần đầu tiên ăn cái nhà hàng này nha cả nhà, nó kêu bằng Blooming Vietnamese Cuisine ở dưới thành phố Cerrito, rất là ngon. Hấp dẫn lắm. Sao mà ăn càng thấy rồi ha. Mấy cái cơm mà cơm tấm nha cả nhà, không phải là cơm thường nha. Cơm mà nó broken rice á. Cơm ngon quá. Cái nhà mình thích nhất đó, là cái dĩa nó đẹp, nó sạch, nó lớn, nó to đó. Rồi cái nhì á, cái gia vị trong này á nem rất là ngon, đậm đà, không có lạc, vừa ăn. Cái thứ ba là cái gì cũng tươi hết, thịt cũng tươi, cái gì cũng tươi, salad tươi, đồ chua tươi, tôm tươi. Cả nhà thấy không, mình ăn hết rồi không, mình không ăn rau thôi mà mình ăn sạch banh hết rồi phải không nè, ăn cơm ăn thịt ăn hết rồi nè, rất là ngon. Cả nhà lại đi ăn thử đi, ủng hộ cái nhà hàng để cả nhà
rất là ngon. Nói giờ mình ăn rồi cái bụng mình no luôn, thấy không? Nhà hàng nó đẹp, nhà hàng đẹp lắm, rồi bàn nhiều lắm. Một cái ly này cũng đá lạnh này cũng lạnh nữa. Nhà biết làm sao rồi? Đá lạnh, nước là cũng ngon, nước trắng cũng ngon. Rồi, xong rồi, cả nhà no lắm rồi, rất là ngon. Cả nhà lại ăn thử đi, ủng hộ cái nhà hàng này đi, rất là ngon. Mình không nói láo đâu, ngon là ngon, dở là dở. Nếu mà ngon thì mình nói ngon, mình mới dám nói giới thiệu. Nếu mà dở, mình không dám giới thiệu đâu. Thì công viên ở đây là mấy người trẻ, người ta lịch sự lắm, người ta đi biết điều. Là anh Alan ở đây là manager, anh làm cái nhà hàng này cũng mười mấy năm rồi. Thì nếu mà cả nhà lại ăn á, thì kiếm Alan nói là Andy Ngô YouTube giới thiệu, thì Alan biết, Alan sẽ đãi khách cả nhà. Alan manager sẽ take care cả nhà ha. Thì cả nhà ủng hộ cái nhà hàng này Blooming ha, ở dưới Sorrido ha. Tiếng Việt kêu bằng Sorrido, tiếng Mỹ nó kêu bằng Sorrido, thấy không? Tiếng người Việt Nam mình á là kêu Sorrido, là người Mỹ á người ta kêu Sorrido, thì nó đơn giản. Thì anh Alan là quản lý á, anh cho mình cái chè ba màu nhẽ không? Anh thấy anh thiệt thành không? Tặng nha. Thôi cái video này cũng dài rồi cả nhà ơi. Thì nãy giờ mình ăn cũng rất là no, rất là ngon. Rồi mình vui lắm, mình vui vẻ lắm. Lại đây mình thấy vui à. Lạ vậy, lại đây thấy vui à. Thì mấy cái người máy đây, cái nhà hàng này nó không có kẹo mà nó cho một dĩa cơm ra đó là thịt nhiều, rau nhiều, cơm là cơm tấm, không phải là cơm thường. Rồi nước mắm mình xin thêm cũng cho nữa. Đó, rồi nước lạnh thì cái ly nó cũng sạch, cái ở trong đá nhiều thì uống nó đã. Thì ở đây thì cái bàn này á thì cũng có đầy đủ hết, cũng có tương ớt, rồi có ớt, có tiêu, có đầy đủ hết. Ở đây nó có cái chai này để rửa tay nữa nè, sanitize nè, thấy không? Nhà hàng này có lý à, rất là hấp dẫn. Thì bữa sau mình sẽ lại đây ăn nữa, mình sẽ ăn hoài hoài. Vậy mình thích đồ Việt Nam lắm mà, cả nhà biết mà phải không? Thôi mình bây giờ mình chào cả nhà ha. Hy vọng cả nhà sống mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ như cả nhà lại đi ăn thử ha. Thì nhớ nha cả nhà, ủng hộ mình bấm cái chữ ủng hộ mình đăng ký cái chữ đỏ, chữ Mỹ á, để kêu bằng subscribe, cái chữ đăng ký cái chữ subscribe, rồi share cái video mình cho anh em của những cái nhà coi, hoặc là bạn cái nhà coi, hoặc là gia đình của những cái nhà coi, để bữa nay mình lấy được một cái điểm. Ở bữa nay thứ hai ở thành phố Sorrido, nó gần quận Cam á, ok. Thì nhớ nha, ủng hộ mình bấm đăng ký cái chữ, bấm là đăng ký á cả nhà, đăng ký cái chữ đỏ, là tiếng Anh nó kêu bằng subscribe á, để mình lấy một điểm bữa nay thứ hai ở dưới thành phố Sorrido. Cái tiệm này là Blooming Vietnamese Cuisine, ok cả nhà. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà ha, cảm ơn. Đã cả nhà ơi, uống nên đá lạnh đã quá. Thôi mình chào cả nhà, thì húc cho cả nhà mạnh hạnh phúc với sống dài với mình khỏe ha. Thì cả nhà nhớ mình ủng hộ mình bấm cái đăng ký cái chữ đỏ nha, bấm cái chữ đỏ nó chỉ bằng subscribe nha, để mình lấy một điểm bữa nay thứ hai nha. Nhớ nha cả nhà, thì ủng hộ mình ha, mình cần thật nhiều điểm ha. Bye bye cả nhà, bye bye, love you.
Cả nhà ơi, mình ăn một dĩa, mình ăn bày, ăn hết rồi nè cả nhà. Ăn banh hết luôn thấy không? Rồi đây là cái này mình đem về. Cái này là chè ba màu ảnh cho. Dưới đây là nước mắm mình ăn hết rồi. Ở đây là cái rửa tay với tân ớt. Ồ, thấy không? Ở đây là rất là ngon, nhà hàng này rất là sạch sẽ, lớn, to. Ở mấy cái bông này ở đây đẹp lắm. Ờ, thấy không? Thì ở ngoài cũng có ghế nữa. Đó cả nhà, thấy không? Rất là đẹp. Cái ăn tiền đó là cái mấy cái robot ở đây nè cả nhà. Ờ. Ở đây có cá rồng nè. Cá rồng này cỡ mấy chục ngàn một con á. Màu cam nó đẹp dễ sợ không? Rùa rồi tùm lum hết. Ở đây cái robot này mình ăn cái tiền là cái này nè. Cái máy này 14 ngàn nha cả nhà. Rồi cái máy ở trong kia là 20 ngàn. Ở máy trong kia 20 ngàn. Cái này là 14 ngàn. Ở đây rất là đẹp. Rất đẹp cả nhà. Sạch sẽ lắm. Trời ơi, con kia kìa, nó bự ác luôn không, khổng lồ luôn. Đó, thấy không? Cá hồ rất là bự. Rất là đẹp. Rồi, thôi mình xin chào cả nhà. Thôi mình xin chào cả nhà ha. Mình phải đi về ha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.